Xin chào mọi người, hôm qua lỡ mồm thanh lý làm cái chương trình sinh nhật vợ thằng bạn rồi, cho nên là giờ đóng quạt rất là nhiều. Đặc biệt là quạt của Mazula đây này, quạt với cả laser này, quạt với cả khoan 120 new này, quạt không này, quạt với cả pin này, quạt với cả cái gì đây, cái bơm với cả sắp tới là đóng quạt với cả cửa xích rất là to. Thì cái chương trình như này Mazula có cái thân quạt cực kỳ rẻ luôn. Đấy thì tiện trong video này em sẽ nói chương trình con Mazula và tham khảo thêm, mọi người tham khảo thêm hai phân khúc quạt bé hơn và một phân khúc quạt khác. Đấy thì em cũng sẽ có video đo dòng, tức là mình xem là nó chạy nó ăn dòng khoảng bao nhiêu và chúng ta ước tính thời gian khoảng bao nhiêu lâu sử dụng. Đấy thì quạt nhỏ đây nhá, cái chương trình quạt Mazula đây này, đó là con quạt như này. Đấy, con quạt này thì nó là phân khúc nhỡ, phân khúc to thì nó là 60 cơ. Đấy, phân khúc này thì cánh của nó và lồng nó rơi khoảng 25 phân. Đấy, tức là cánh chắc khoảng tầm 8 đến 10 inch. Thì con này nó sử dụng chân pin Makita phổ thông. Đấy, con này có thể xoay được, xoay rất là nhiều góc luôn. Đèn thì có thể, quạt thì có thể là mở được đèn. Đấy, trong tối thì nó sáng, còn và gió thì mức chỉnh mức tốc được. Đấy, con này thời điểm năm ngoái rất nhiều bên họ bán tầm 650-700. Đấy thì bên em đang thanh lý con này giá chỉ có 450 thôi. Đấy, trường hợp mà cô chú anh chị mua mà chuyển khoản trước ấy, giờ giảm luôn 100.000 còn 350.000 bao ship. Đấy, tại vì tính ra một thùng này thì nó nặng thì nó không nặng, tại vì quạt này nó rơi tầm 3 cân thôi, nhưng mà cái hộp của nó khá là to cho nên ship thì chắc nó tầm 40. Đấy thì thu về có 300 mấy thôi. Đấy thì giá 350 bao ship, nhưng mà trường hợp là cô chú anh chị thấy tin được, có hàng được thì chuyển, còn không thì mình cứ ship code 450 hữu nghị luôn để 430. Đấy, thế còn chương trình nó là mua cùng các con khoan ấy, con khoan 120 new hay là con chuyên vít ấy, thì con mua con quạt này chỉ giá 300.000 thôi. Đấy, đảm bảo là bao giá luôn, tại vì cái thằng Himoki hay thằng Deptong giờ nó bán rẻ nhất cũng phải 390 rồi, mà mọi người mua kèm các bộ của Mazula, ví dụ bộ khoan này, bộ chuyên vít này, thì con này về giá có 300.000 thôi. Đấy, ví dụ như là chuyên vít 1 triệu cộng với cái quạt này thì giá là 300.000 thì là 1.3 triệu bao ship luôn. Đấy thì cái chương trình này hôm qua em lên video, thực ra là sáng là có một xe họ đến họ lấy quạt rồi, thì đây là tí nữa đóng và đi gửi. Nói chung là khá là mệt, tại vì quạt này thì nó đúng mùa đúng thời điểm rồi. Đấy, đầu hè thì anh em mua dần là vừa đi, chứ còn anh em đợi là bộ về có 200 mấy thì không bao giờ có đâu. Đấy, tại vì 200 mấy thì nó bằng quạt này rồi thì người ta sản xuất gì tội, người ta sản xuất làm gì quạt này nữa. Đấy thì hai quạt này nhá, à đây mức độ ăn dòng đây. Đấy, nói về có sách máy có trứng cho anh em xem nhé. Đấy, xem là một quạt này nó chạy nó ăn dòng khoảng bao nhiêu. Đấy, đấy cái thiết bị này rất là quan trọng này. Đấy, ví dụ nhá, em cũng chạy quạt số nhỏ đây. Đấy, chạy quạt số nhỏ thì nó ăn dòng khoảng 0.25. Đấy, 0.25. Thì ví dụ như anh chị có quả pin 3A thì nó sẽ dùng khoảng 10 tiếng. Đây là số nhỏ nhé. Thế còn đây là ăn dòng khoảng 0.6 mà quả pin 3A thì mọi người dùng được 5 tiếng thôi. Đấy, tất nhiên là pin là phải đủ dung lượng nhá. Đấy, còn pin nó gây 3 nhưng mà không đủ thì không nói làm gì cả. Đấy thì con này ăn dòng ở mức tầm trung. Đấy, thế còn ví dụ mà chúng ta muốn quạt nó nhỏ hơn, đấy, rẻ hơn thì có mã này. Đấy, mã này thì là không than này, thân quạt chưa pin sạc. Đấy, nãy là 300 mấy cũng là thân quạt nhá. Sau anh chị là cứ hỏi pin đâu, đây này em ơi, quay ra đây. Giá em báo đây là giá không có pin sạc. Thế còn pin thì mọi người mua riêng. Càng tiền cao thì dung lượng càng cao và càng dùng được lâu. Đấy, con này thì có thể sử dụng cắm điện 220V được. Đấy, cắm vào sử dụng điện trực tiếp được. Đây bên hông này. À đâu, con này cắm được. Đấy, thế còn cái này là giá 250 quạt này, và quạt này là 230 là không có pin sạc. Không có pin sạc, mình mua pin riêng. Đấy, ví dụ quả 15 cell của Macan, một pin một sạc nó rơi tầm 350. Đây thì quả này em quay gần đây là con này là 8 inch. Lồng nhựa cánh nhựa 8 inch không than, chỉnh 3 tốc ở phía sau đây. Đấy. Đằng trước thì nó có hai cổng sạc USB mọi người cắm để sạc. Đấy, coi như là thành cái cục sạc dự phòng. Thì cái này là 250 nhá, không có pin sạc. Đấy, cộng thêm 350 đấy chẳng hạn, đấy là quả pin cơ bản nhất thì là 350 cộng 250 thì là 600. Đây. Mức độ ăn dòng đây. Đây số 1 này, số 2, số 3. À đây chưa cắm vào. Đấy, chưa cắm vào. Đây. 2 và 3. Đây. Số mạnh nhất nhá. Số mạnh nhất nó ăn dòng có 0.25 thôi. Số mạnh nhất của con này thì nó ăn dòng 0.25, cho nên là một quả 3A sẽ dùng được khoảng 10 đến 12 tiếng. Thế con số 1 của nó này ăn như người luôn. Đấy, thậm chí nó không có hiển thị dung lượng mức độ ăn dòng cơ. Đấy thì quả này là quả ăn dòng thấp nhất đây. Tại vì sao? Tại vì nó là không than. Đấy, nhưng mà quả này về mát thì nó sẽ không được mát như là quạt màu đen. Đấy, quạt màu đen thì nó là cánh nhựa lồng nhựa. À xin lỗi, cánh sắt lồng sắt. Đấy, cũng có chỉnh 2 tốc đây, tốc 1 của nó đây. Thì nó ăn dòng khoảng 0.3. Đấy, quả pin 3 sẽ dùng được 10 tiếng. Còn mức số 2, mức mạnh này.
là 0.45, 0.4 thì nó sẽ dùng được khoảng 7 đến 8 tiếng. Đấy, mọi người lưu ý là mọi người phải chọn nhá. Tại vì 230 và 250 nó khá là tương đồng. Thì quả này đánh đổi lại là không than, tiết kiệm pin này, êm hơn này. Đấy, có cổng sạc điện thoại này. Đấy. Thế còn về độ mát thì con này sẽ mát hơn, nhưng mà nó là cánh bằng sắt cho nên nó sẽ có tiếng ồn hơn. Thích hợp con này là sử dụng ngoài trời hay là mình để trên xe mà kiểu xe hai bên mình đã mở đường nó ồn rồi mà. Thì có thêm cái này thì ồn mấy đâu, mà thực tế là không ồn. Em quay gần đây cho mọi người nghe. Đấy, êm cực kỳ luôn, mát. Đấy, thì giá đây nhá, cộng thêm 350 là một pin một sạc. Thế còn cái thằng này, đấy, thực ra nó có quạt 60 phân nữa, nhưng mà nó đang hết hàng. Đấy, cánh con này nó rơi tầm 30 phân, thì nó rơi tầm lồng 12 inch, thì cũng sẽ chạy. Và lưu ý mọi người, con này là con cao cấp nhất nhá, thì nó sẽ có là xoay. Mấy con kia thì nó không có xoay, nó chỉ có chỉnh tốc thôi. Đấy, hoặc là con này xoay bằng cơm thôi. Con này em ơi, quay con này quay xoay bằng cơm này. Đấy, xoay lên xuống xoay bằng cơm thôi. Con này xoay điện tử luôn. Đây nhá. Đấy. Xoay 130 độ ấy. Đấy, cực kỳ ok luôn này. 3 mức tốc này. Đấy. Con này 3 mức tốc này, mức 1 này, mức 3. Mức 3 con này thì rất là mát luôn. Đấy. Và mức chỉnh hẹn giờ tắt 1 tiếng, 2 tiếng và 4 tiếng. Đấy, mọi người lưu ý là quạt này thì nó sẽ lắp khay được pin 10 cell thôi. Đây này. Đấy, tại vì khay của nó là chỗ này nó là phần nhựa cho nên nó chỉ vào được pin 10 cell thôi, nó không vào được pin 15 cell đâu. Đấy, thì đây sẽ đo cho mọi người xem nhé, là số 1 là ăn dòng bao nhiêu. Đây, số 1 ăn dòng khoảng 0.2. Đấy, số 2. Số 2 ăn dòng 0.4. Số 3 ăn dòng 0.7. Đấy, ví dụ 0.7 mà chúng ta có quả pin 3 thì 3 chia 7 thì chắc nó được khoảng 3 thì chắc là hơn 2 tiếng thôi. Đấy, hơn 2 tiếng ở mức nếu mà pin 3. Còn pin 72 thì nó sẽ được 10 tiếng. Đấy, cứ chia đi. Mọi người chia đi thì nó khá là chính xác đấy. Đấy, thì review cho mọi người về các cái dòng quạt bên em đang bán nhé. Thực ra còn quạt to nữa, quạt 60 inch nhưng mà nó đang hết hàng. Thì có phân tích cho mọi người là quạt không pin. Hai quạt này thì có thể sử dụng được điện 220, thế còn hai quạt nhỏ kia thì bắt buộc phải sử dụng pin. Kích thước lồng như nào và mức độ ăn dòng ra sao, đấy, giá thành ra sao. Con này thì giá là 700 nhá, giá 700 thì anh em nào thích chuyển khoản trước ấy, thì để cho anh em là 640 đi, 640 em thu về 600. Đấy, thế còn con này là giá 450 chuyển khoản trước, 430 đi, chuyển khoản trước thì là 350, giảm 80.000 luôn. Tại vì sau trừ ship trừ siếc đi thì em thu về khoảng hơn 300. Đấy, cũng rất là ok luôn. Rất nhiều sản phẩm sử dụng chân pin Makita phổ thông, cho nên nhiều anh em thợ người ta không cần mua pin, cho nên các hãng nó mới bán mỗi quạt thôi, không có pin. Còn anh em mình cần, mình chưa có pin thì mình mua thêm pin. Chứ giá 250 như này em nói thật luôn là không có chuyện có cả pin nữa đâu. Đấy, khẳng định luôn cho những cái cô chú anh chị mà mình chưa hiểu về cái đồ máy pin như này. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hai số điện thoại để mọi người liên hệ mua hàng hoặc đường link Shopee phía dưới đầy đủ cả nhá. Đấy, cảm ơn mọi người.